Hiện nay, nhu cầu tơ lụa và các sản phẩm từ ngành dâu tằm tơ đang ngày càng tăng. Mặc dù có nhiều vùng trồng dâu nuôi tằm lớn, nhưng mỗi năm Việt Nam vẫn phải nhập khẩu hàng nghìn tấn tơ để làm gia công nhằm mục đích xuất khẩu. Theo Hiệp hội Dâu Tằm Tơ Việt Nam, hiện nay cả nước có 32 tỉnh thành có nghề trồng dâu nuôi tằm, với diện tích trồng dâu khoảng 15.000 ha. Riêng tỉnh Lâm Đồng có hơn 8.500 ha và chiếm 73% sản lượng tơ của cả nước. Hiệu quả kinh tế của sản xuất thấp do cạnh tranh từ các nước khác. Ngay tại tỉnh Lâm Đồng, một trong những địa phương với truyền thống trồng dâu nuôi tằm lâu năm, nhiều giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh hướng tới thị trường xuất khẩu đã được đặt ra. Vâng thưa ông có thể cho biết là thực trạng phát triển của ngành dâu tằm tại tỉnh Lâm Đồng hiện nay là như thế nào không ạ? Cái ngành dâu tằm của Lâm Đồng thì nó được hình thành và phát triển khoảng 30 năm nay. Thì thời đỉnh điểm thì diện tích dâu của Lâm Đồng là khoảng hơn 10.000 ha, đó là thủ phủ dâu tằm của cả nước. Nhưng mà sau đó do vấn đề thị trường tiêu thụ của trên thế giới, cho nên là giá cả nó xuống thấp và cái diện tích nó giảm xuống rất là nhanh. Thời điểm mà thấp nhất xuống dưới 3.000 ha dâu. Nhưng mà hiện nay cũng do cái vấn đề giá cả thị trường có tăng lên, cho nên là diện tích dâu đã khôi phục một phần. Theo thống kê thì hiện nay diện tích dâu tằm của Lâm Đồng có khoảng hơn 8.000 ha. Để khôi phục phát triển dâu tằm thì chúng tôi có nhiều cái chủ trương chính sách về giống, rồi đặc biệt là giống dâu, rồi chính sách về hỗ trợ nuôi tằm con tập trung để mang lại hiệu quả cao nhất cho bà con. Để vực dậy ngành trồng dâu nuôi tằm, việc thay đổi ngay từ khâu sản xuất là điều cần thiết. Huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng được xem là một trong những vùng trồng dâu nuôi tằm trọng điểm nhờ điều kiện khí hậu thuận lợi cho con tằm phát triển. Những năm gần đây, huyện Bảo Lộc đã phát triển các hình thức chăn nuôi tằm tập trung phổ biến tới các hộ gia đình, qua đó nâng cao được năng suất và sản lượng tơ. Đến thăm một cơ sở nuôi tằm tập trung của gia đình anh Lê Quang Lương tại huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Đối với mô hình này, các hộ gia đình sẽ phân chia nuôi tằm ở các độ tuổi khác nhau, nhờ vậy tối ưu hóa được khâu sản xuất và đảm bảo chất lượng sản phẩm. Chào anh Lương. Dạ, ở đây thì em thấy là chúng ta đang có rất là nhiều hộ tằm. Dạ. Vậy thì anh có thể giới thiệu qua về những cái kỹ thuật mà nuôi tằm mà chúng ta đang áp dụng ở đây hiện nay được không? Dạ vâng. Thưa anh, là gia đình tôi là một hộ trong một trong những hộ là nuôi tằm con tập trung tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Bảo Lộc. Thì quy trình nuôi tằm ấy, tằm con ấy, thì trước khi để nuôi được tằm con thì phải nhập trứng. Thì trứng của chúng tôi thì nhập từ bên Trung Quốc về, chủ yếu là trứng ngoại. Sau khi về thì được 7 đến 10 ngày sẽ nở ra tằm con, tức là tằm tuổi 1, tức là gọi là tằm kiến đấy. Sau khi tuổi 1 thì nuôi được khoảng 3 ngày thì bắt đầu tằm ngủ, xong đến dậy ăn 2. Sau khi ăn 2 được khoảng cũng 3 ngày thì nó ngủ 1 ngày. Thì đến tuổi 2 thì sau khi tuổi 2 ngủ 1 ngày nữa thì chúng tôi tằm dậy thì cho vào dâu và xuất cho dân. Vâng, anh vừa đề cập đến vấn đề tằm ngủ. Vậy thì đây có phải là cái quá trình lột xác con tằm hay không? Và cái quy trình lớn của tằm sẽ như thế nào? Dạ vâng thưa anh, thì quá trình nuôi thì nó tằm sẽ có 1 đến 1 ngày rưỡi tùy vào nhiệt độ và thời tiết. Thì nó con tằm sẽ ngủ sau khi ngủ dậy thì nó được lột xác. Thì quy trình mà để khi cái con tằm nó ngủ ấy, thì khi ngủ dậy nó sẽ lột xác và nó sẽ lớn lên, thay đổi một quy trình tuổi khác. Như vậy hiện nay tuổi của tằm đang được chia theo những giai đoạn nào và sẽ là khoảng bao nhiêu ngày lớn ạ? Người ta có hai giai đoạn nuôi tằm, một là giai đoạn nuôi tằm con tập trung, hai là giai đoạn tằm lớn. Thì giai đoạn tằm con thì nó từ tuổi 1 đến tuổi 3, và giai đoạn tuổi lớn tằm lớn là từ tuổi 4 đến tuổi 5, tức là khi tuổi 5 là tằm bắt đầu chín là làm tơ. Thì tuổi 1 là tuổi giai đoạn tằm con thì nó còn 3 tuổi, tuổi 1, tuổi 2, tuổi 3. Thì tuổi 1 thì nó thường thường người ta nuôi 3 ngày, khoảng 1 ngày đến 1 ngày rưỡi ngủ. Tuổi 2 cũng khoảng 3 ngày, và cũng từ 1 ngày đến ngày rưỡi là ngủ, xong dậy tuổi 3. Tuổi 3 thì nó thường là khoảng 3 đến 3 ngày rưỡi, cũng có thể là 4 ngày vì tùy vào thời tiết, nhiệt độ
và kỹ thuật nuôi thì nó sẽ có thể là kéo dài hoặc ngắn hơn. Còn tuổi giai đoạn tầm lớn thì nó cũng chia là hai giai đoạn, tuổi 4 và tuổi 5. Tuổi 4 thì cũng khoảng 4 ngày và tuổi 5 thì nó cũng khoảng 6 đến 7 ngày. Thì ta có thể là phẩm chín và cho ta ra sản phẩm là tơ. Trong các giai đoạn phát triển của con tằm, nuôi tằm tuổi bé là giai đoạn rất quan trọng, quyết định lớn đối với chất lượng tằm con cũng như kén tằm sau này. Chính vì vậy, không chỉ đảm bảo vấn đề về thức ăn, cơ sở chăn nuôi tằm con cũng đòi hỏi phải thông thoáng, có sự kiểm soát về nhiệt độ để đảm bảo sự phát triển đồng đều cho các cá thể tằm. Một trong những vấn đề khác của ngành chăn nuôi tằm tại nước ta đó chính là giống tằm. Các giống tằm của Việt Nam cho chất lượng tơ thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu của ngành sản xuất dâu tằm tơ. Trong khi đó, nhu cầu nuôi tằm lưỡng hệ là rất lớn. Đa số các giống tằm lưỡng hệ kén trắng đều đang được nhập tiểu ngạch từ Trung Quốc, không được kiểm tra chất lượng và kiểm soát dịch bệnh, dẫn tới rủi ro cao cho người sản xuất. Vì vậy, việc nghiên cứu ra những con giống trong nước chất lượng là yêu cầu cấp thiết hiện nay. Đối với tỉnh Lâm Đồng, hiện nay tại địa phương có trung tâm nghiên cứu giống tằm đã và đang thực hiện các dự án nghiên cứu để tìm ra nguồn giống tằm nội địa đủ chất lượng và điều kiện phục vụ cho chăn nuôi tằm tại địa phương. Hiện nay tôi đang có mặt tại trung tâm nghiên cứu thực nghiệm nông lâm nghiệp Lâm Đồng và tại đây là có sự có mặt của thạc sĩ Nguyễn Kim Chi, chị là người phụ trách bộ môn côn trùng ứng dụng. Vâng, thưa chị Chi, vậy chị để chia sẻ thêm về cái đề tài mà chúng ta đang nghiên cứu về vấn đề giống tằm tại Lâm Đồng không? Đầu tiên tôi xin chia sẻ về cái đề tài mà hiện trung tâm đang thực hiện nghiên cứu, đó là đề tài nghiên cứu chọn tạo giống dâu và giống tằm thích hợp cho vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Tức là mục đích đó là mình sẽ nghiên cứu ra được, chọn tạo được giống dâu và giống tằm thích hợp cho cái vùng Tây Nguyên này và một giống tằm thích hợp cho cái vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Thì với cái mục đích đó là mở rộng được cái giống nội địa ra cả cái vùng sản xuất dâu tằm của ở Việt Nam mình. Vâng, thưa chị, có một thực tế đó là hiện nay đa phần các hộ nông dân chúng ta vẫn đang sử dụng cái nguồn giống ngoại nhập, còn nguồn giống nội địa rất là ít. Vậy thì chị có thể chia sẻ sự so sánh khác nhau giữa hai nguồn giống này như nào không? Nguồn giống ngoại nhập hiện nay chủ yếu là nguồn giống từ Trung Quốc. Giống nội địa của chúng ta là nghiên cứu cho Việt Nam thì nó sẽ có những cái điểm mạnh hơn so với Trung Quốc, đó là thứ nhất là về sức sống, thứ hai là về giá cả và thứ ba là về tính ổn định. Đấy, còn giống Trung Quốc thì nó cũng có những cái điểm mạnh là nó về cái chất lượng tơ của nó thì có thể là nhiều nhà ươm tơ là đánh giá là sẽ đạt cao, nhưng mà nếu hiện nay giống nội địa là cũng đã đưa vào sản xuất thì cũng cả các nhà ươm cũng đã đánh giá là chất lượng tơ của giống nội địa là cũng tương đương với giống Trung Quốc và được một số nhà ươm tơ là chấp nhận. Cùng với đầu tư nghiên cứu phát triển giống tằm cho năng suất và chất lượng cao, chúng ta cần xúc tiến nhập khẩu chính ngạch và chuyển giao giống tằm từ nguồn cung cấp tiềm năng là Nhật Bản và Trung Quốc. Các doanh nghiệp sản xuất tơ tằm cũng đang được khuyến khích đầu tư nâng cao công nghệ chế biến, đặc biệt trong lĩnh vực thiết kế thời trang để có được các sản phẩm tơ lụa chất lượng cao. Đến với một doanh nghiệp ươm tơ tại Bảo Lộc, có thể thấy hiện nay các doanh nghiệp đã rất tích cực trong việc ứng dụng công nghệ mới vào trong quy trình sản xuất của mình. Để có các sản phẩm tơ lụa đảm bảo chất lượng và có thể xuất đi các thị trường nước ngoài, không chỉ cần sự nỗ lực từ phía các doanh nghiệp, mà họ cũng cần sự phối hợp từ phía những người nông dân trong quá trình nuôi và chăm sóc tằm. Vâng, thưa ông, thế vậy hiện nay trách nhiệm của người nông dân là gì để thể nâng cao và đảm bảo chất lượng của kén tằm? Thì chúng ta cần phải yếu tố là thứ nhất là phải cải tiến và nâng cao chất lượng hơn nữa. Từ con giống, từ giống tằm, từ đầu vào chẳng hạn như từ kén của người nông dân. Người nông dân cũng phải cùng với doanh nghiệp cho nuôi ra, cho ra một cái sản phẩm kén tốt để cùng các doanh nghiệp cải tiến và học hỏi được những cái công nghệ tốt và làm ra sợi tơ chất lượng tốt thì chúng ta sẽ, thị trường chúng ta sẽ bền vững hơn. Chứ còn hơn bờ như hiện nay, một số chẳng hạn như chúng ta còn cái công nghệ của chúng ta thì so với Trung Quốc thì chúng ta vẫn còn kém hơn rất nhiều. Nhưng để cạnh tranh thì chúng ta cần phải, thứ nhất là chúng ta phải cần phải nâng cao cái chất lượng và công nghệ. Chất lượng lúc nào cũng hàng đầu thì nó sẽ ổn định hơn cho cái đầu ra của chúng ta. Một vấn đề quan trọng nhất hiện nay đối với các hộ nông dân đó là liên kết sản phẩm đối với các doanh nghiệp. Vậy thì ông đánh giá sao về hiện nay điều kiện mà các hộ nông dân đã đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp hay chưa?
thì trước đây thì Việt Nam chúng ta là nhập nó chỉ có hai giống chủ yếu, nhưng hiện nay thì các cái giống đó hình như hầu như không còn trên thị trường. Khi chúng ta nhập thì bây giờ nó rất là nhiều loại giống vô, đâm ra nó khó khăn, là người nông dân vậy nuôi nó không đồng đều nên rất khó khăn về cái việc khi ươm tơ chúng ta xử lý kén rất là khó khăn. Thì mình phải yêu cầu người nông dân họ phải tuân thủ các cái quy trình của những nhà họ cung cấp về cái tài liệu. Trước đây những nhà họ đã nghiên cứu về tơ tằm thì nó đều có hết các tài liệu. Thứ nhất là phải chọn kiếm tìm chạy con và cái giống tốt nhất. Thứ hai là các quy trình khi nuôi tằm, thì khi lên né, khi tằm chín lên né thì người nông dân thứ nhất là phải sấy kén và gỡ đúng đêm thì để cho tạo ra được một cái giống kén tốt và sợi tơ tốt hơn. Chứ đừng bỏ bớt những cái quy trình, chẳng hạn như khi gỡ kén vậy, nhiều lúc kén chưa đã nhả hết tơ, nhiều người nông dân đã họ đã nhả đi thì đâm ra làm cho cái chất lượng tơ nó xấu và thiệt hại rất nhiều cho doanh nghiệp. Theo các chuyên gia, để định hướng phát triển bền vững ngành chăn nuôi tằm hiện nay, chúng ta cần tập trung nghiên cứu để lai tạo các giống tằm cao sản thế hệ mới nhằm đáp ứng nguồn cung trong nước. Đi kèm với đó là phát triển nghiên cứu để tạo ra các bộ giống dâu tằm cho năng suất cao, chất lượng tơ tốt, thích nghi tốt với điều kiện khí hậu của Việt Nam. Bên cạnh đó, kết hợp khuyến khích nghiên cứu sản xuất giống tằm trong nước với nhập khẩu chính thức giống tằm, hướng dẫn các tổ chức và cá nhân nhập khẩu giống tằm tiến hành đăng ký nhằm tăng cường công tác quản lý giống, giám sát chất lượng và kiểm soát dịch bệnh, hiện đại hóa công nghệ ươm tơ và dệt lụa, đầu tư cơ sở hạ tầng để tăng quy mô sản xuất. Hiện nay, tỉnh Lâm Đồng cũng đã thực hiện nhiều biện pháp để thúc đẩy sản xuất tại các vùng trồng dâu nuôi tằm. Điển hình chính là việc nhân rộng các mô hình nuôi tằm tập trung cùng với phát triển các diện tích trồng dâu tại địa phương. Và hiện nay là cái vùng Quảng Lộc được gọi mình xin là thủ phủ tơ tằm Việt Nam, bởi vì 100% cái cơ sở chế biến tơ tằm ở tại Quảng Lộc và sản lượng tơ ở Lâm Đồng rất là lớn. Trong đó hiện nay tỉnh Đồng định hướng phát triển hiện nay là cũng là 8.500 ta, chiếm tỷ lệ cũng là 75% diện tích cả nước. Và qua nghiên cứu chúng tôi thấy rằng giá trị trao đổi toàn cầu ngành dâu tơ đó là khoảng 20 tỷ đô la, trong đó Việt Nam chúng ta xuất khẩu hàng năm cũng là 60 triệu đô la, thì cho rằng đây là một tiềm năng rất lớn. Do tình hình dịch Covid xảy ra, một số thị trường của Trung Quốc, Ấn Độ làm ảnh hưởng đến cái ngành dâu tơ. Nhưng chúng tôi cũng đã kịp thời định hướng để cho các cái doanh nghiệp tổ chức lại sản xuất, chuyển đổi lại cách quản trị và cái cách quản lý cái hàng tồn kho. Hiện nay, mặc dù ngành chăn nuôi tằm vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhưng trong đó, định hướng đưa các sản phẩm tằm xuất khẩu ra thị trường thế giới được xem là phương án phù hợp để tiếp tục giữ vững ngành nghề này. Chúng ta cần mở rộng phát triển các hình thức hợp tác giữa các hộ trồng dâu nuôi tằm và các doanh nghiệp để hình thành các liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, gia tăng giá trị, hiệu quả trong chuỗi sản xuất. Trong những năm qua, Việt Nam đã chọn tạo được những giống dâu mới cho năng suất cao, sản lượng lá dâu nuôi tằm tốt, thích hợp với điều kiện sinh thái của từng vùng và có khả năng chống chịu bệnh tật. Đây được xem là những điều kiện rất tốt để chúng ta phát triển bền vững nghề trồng dâu nuôi tằm trong thời gian tới.